Nóng, Lầu Năm Góc xác nhận Tổng thống Trump đích thân chỉ thị tiến hành ám sát tướng Iran. Vào lúc dạng sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 1 năm 2020, theo giờ địa phương, sân bay quốc tế Baghdad đã bất ngờ bị không kích. Một số người bị thương và thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên nhóm vũ trang Iraq cùng hai vị khách, trong đó bao gồm Thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận thông tin về vụ không kích nói trên, sau khi tổng thống Trump đăng tải hình quốc kỳ Mỹ lên tài khoản Twitter cá nhân và không kèm theo bất cứ bình luận nào khác. RT trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo chỉ thị của tổng thống Trump, quân đội Mỹ đã thực hiện hành động phòng thủ mang tính quyết định nhằm bảo vệ các quân nhân Mỹ ở nước ngoài, đó là ám sát tướng Qasem Soleimani. Lầu Năm Góc khẳng định, cuộc không kích này được thực hiện nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai. Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của mình, cho dù đó là nơi nào trên thế giới. Mỹ đứng sau vụ tấn công rocket sân bay Baghdad khiến một tướng Iran thiệt mạng. Hãng tin Al Arabiya và Sky News sáng nay mùng 3 tháng 1 cho biết, chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng do trúng rocket gần khu vực sân bay quốc tế Bada. Trước đó, lực lượng huy động nhân dân CIA PMF của Iran cũng thông tin năm thành viên của lực lượng này cùng hai vị khách đã thiệt mạng do trúng đạn pháo ở sân bay quốc tế Baghdad. Cụ thể, lực lượng dân quân này xác nhận quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại của nhóm Mohammed Jabiri đã thiệt mạng cùng 4 thành viên khác và hai vị khách khi xe của họ trúng phải rocket gần các cơ sở quân sự của Iraq và Liên minh quốc tế. Theo kênh al Sumaria, vụ việc này cũng khiến 12 binh lính Iraq và một người dân thường thiệt mạng. Một nguồn tin khác cho hay, ít nhất 7 quả rocket đã được phóng vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad, trong đó 4 quả bắn trúng một căn cứ quân đội Iraq. Sân bay quốc tế Baghdad nằm cạnh trung tâm hỗ trợ ngoại giao Baghdad, nơi làm việc của nhiều nhà ngoại giao, đặc vụ tình báo và liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, chính Mỹ đã tiến hành các vụ tấn công rocket xuống hai mục tiêu có liên quan đến Iran ở thủ đô Baghdad của Iraq sáng sớm ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 1. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ chưa lên tiếng về vụ tấn công nói trên. Tình hình tại Iraq leo thang trong mấy ngày qua sau khi những người biểu tình dòng xe tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau khi Washington không kích nhóm phiến quân Kataib Hezbollah đang hoạt động ở Iraq khiến 25 tay súng thiệt mạng. Iran thề trả đũa Mỹ vì gây ra cái chết của tướng quân đội hàng đầu. Theo Sputnik, ông Mohsen Rizaev, một quan chức quân đội cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, khẳng định Iran sẽ trả thù Mỹ sau vụ không kích vào sân bay quốc tế Baghdad khiến tướng Qasem Soleimani chỉ huy lực lượng quốc thiệt mạng vào sáng nay, ngày 3 tháng 1. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận sau vụ không kích bằng tên lửa vào sân bay quốc tế Baghdad, tướng Qasem Soleimani chỉ huy lực lượng quốc của IRGC và tướng Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Syria. PMF của Iraq đã thiệt mạng. Ngoài hai tướng cấp cao trên, còn có thêm 5 thành viên quan trọng khác của PMF thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ. Vụ không kích của Mỹ diễn ra sau khi những người biểu tình xia được Iran hậu thuẫn tấn công đại sứ quân Mỹ ở thủ đô Baghdad vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, hôm ngày 1 tháng 1, những người biểu tình đã phải rút lui khi Mỹ điều động thêm binh sĩ tới đảm bảo an ninh và đe dọa trả thù Tehran. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Otagus ngoại trưởng mike pompeo đã cho hoãn chuyến thăm tới ukraine belarus karazakhstan uzbekistan và đảo sip nguyên nhân là ngoại trưởng mỹ cần có mặt ở thủ đô washington dc để tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình tại iraq cũng như có biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn cho công dân mỹ ở trung đông tổng thống trump cũng từng lên tiếng đổ lỗi cho iran về vụ việc đại sứ quán mỹ ở baghdad bị tấn công đồng thời đe dọa tehran sẽ phải trả giá đắt tuy nhiên phát ngôn viên bộ ngoại giao iran bác bỏ cáo buộc từ washington và cảnh báo Tehran sẽ có biện pháp trả đũa xứng đáng nếu chính quyền ông Trump có bất kỳ phản ứng không phù hợp hay tính toán sai lầm nào. Nhà chức trách Iran cũng kêu gọi Washington xem xét lại các chính sách tiêu cực trong khu vực. DF-26 của Trung Quốc ăn đứt siêu tên lửa Avangard của Nga Tên lửa hạt nhân DF-26 của Trung Quốc đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm và đã đi vào trực chiến. Sức công phá của DF-26 được nước này giới thiệu thậm chí còn gấp hai lần siêu tên lửa Avangard của Nga là tên lửa đạn đạo chống hạm di động thứ hai do Trung Quốc sản xuất. Tên lửa DF-26 Đông Phong-26 có tầm phóng tối đa hơn 5.000 đến 6.000 km và có thể mang đầu đạn 1.500 kg hoặc 3 đầu đạn hạt nhân để có độ chính xác cao. Tên lửa dài 16,8 m, đường kính 1,4 m. Tên lửa được trang bị trên xe phóng di động. Tác dụng gian đe thực tế của tên lửa này không yếu hơn tên lửa DF-17, thậm chí có phần vượt trội do tên lửa DF-16 có khả năng cơ động mạnh. Hơn nữa, đây là loại tên lửa sử dụng hoàn toàn nhiên liệu rắn, Trước khi phóng không cần phải thêm thuốc dẫn, đồng thời có hệ thống niêm phong bảo quản nhiên liệu đặc biệt, cải thiện đáng kể chu kỳ lưu trữ của tên lửa. Hệ thống lưu trữ nhiên liệu của DF-16 được bố trí trên xe phóng cơ động trên mọi địa hình, thường có thể được giấu trong các đường hầm dưới lòng đất và hang núi. Sau khi nhận được mệnh lệnh tấn công, có thể ngay lập tức cơ động đến địa điểm phóng và tiến hành phóng bất cứ lúc nào. Sau khi tấn công xong, cũng có thể nhanh chóng rút lui, do vậy khả năng sinh tồn lớn. Một điểm mạnh nữa của loại tên lửa này đó là phạm vi tấn công đặc biệt lớn, Phạm vi tấn công của DF-26 bao trùm cả đảo Guam và căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Ngoài ra, nó có thể tấn công bất kỳ mục tiêu tàu mặt nước nào, bao gồm cả tàu sân bay với độ chính xác cao, thậm chí còn cao hơn cả tên lửa hạt nhân thuần túy. Theo nhận định của National Interest, DF-26 không chỉ nhắm tới Guam, mà còn đe dọa các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và Ford của Mỹ. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, DF-26 là thế hệ tên lửa tầm trung tầm xa mới của Trung Quốc, DF-26 được nghiên cứu phát triển và sản xuất độc lập tại Trung Quốc, có thể tấn công nhanh bằng hạt nhân hoặc tấn công chính xác bằng các đầu đạn thông thường ở tầm trung và xa. Ngoài ra, DF-26 có thể dùng để phát động tấn công chính xác đối với các mục tiêu quan trọng trên đất liền và đối với tàu cỡ vừa và cỡ lớn trên biển. Nhiều công nghệ mới đã được áp dụng đối với tên lửa DF-26 giúp gia tăng mức độ ứng dụng và cải thiện tính tích hợp và tính thông tin hóa. Sai số xác suất vòng tròn của tên lửa hạt nhân này khoảng vài trăm mét, cự ly này không ảnh hưởng đến hiệu quả sát thương của tên lửa. Đối với đầu đạn thông thường, để đạt được lực phá hủy lý tưởng, sai số xác suất vòng tròn phải được kiểm soát ở mức vài mét, nếu không có độ chính xác cao thì tên lửa đó không có khả năng gian đe. Đầu đạn của DF-26 không chỉ được trang bị radar dẫn đường mà còn có khả năng thay đổi quỹ đạo bay Tốc độ tấn công của giai đoạn cuối lên đến Mark 18, tải trọng đầu đạn là 2.000 kg, bất kể đó là hệ thống đánh chặn của Đức hay của Mỹ đều không thể làm gì được tên lửa này. Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng chỉ cần một tên lửa DF-26 với đầu đạn thông thường đã có thể tiêu diệt tàu sân bay trọng tải 100.000 tấn trở lên. Nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân, sức công phá của tên lửa này tương đương với 4 megaton, 4 triệu tấn TNT đủ để hủy diệt hoàn toàn bất cứ mục tiêu nào. Nếu con số nêu trên là đúng thì sức công phá của DF-16 thậm chí gấp đôi siêu tên lửa gắn trên thiết bị bay vượt siêu thanh HGV Avangard của Nga. Đầu đạn hạt nhân của Avangard có sức công phá khoảng 2 megaton, trong khi đó quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến 2 chỉ tương đương 15 kiloton, khoảng 15.000 tấn TNT. Sự thật ít biết về hệ thống phòng không khủng S-500 của Nga theo tờ Recknem của nga, hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus từng được lên kế hoạch chính thức đưa vào biên chế cho quân đội nga hồi năm 2015. Tuy nhiên, thực tế S-500 sẽ chính thức gia nhập quân đội nga vào năm 2025, tức là thời gian đưa vào biên chế bị lùi lại 10 năm. Trong khi đó, các bài thử nghiệm cấp quốc gia đối với hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không S-500 sẽ chỉ được tiến hành vào năm nay, 2020. Tờ Nam nhấn mạnh. Hệ thống tên lửa phòng không đầy hứa hẹn S-500 Prometheus từng được kỳ vọng được đưa vào biên chế quân đội Nga năm 2015, nhưng những dữ liệu mới nhất cho thấy S-500 sẽ chỉ được giao cho quân đội Nga vào năm 2025. Trước đó, tờ Sohu viết: Hệ thống S-500 có nhiều biến thể phức tạp để đánh chặn tất cả các loại mục tiêu trên không. S-500 có thể phát hiện và tiêu diệt 10 mục tiêu nhanh hơn so với các tên lửa đạn đạo bay với tốc độ lên tới 7 km/giây. Với năng lực như vậy, S-500 sẽ vượt xa hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ưu điểm của S-500 gồm khả năng đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình cũng như các vệ tinh quay quanh nó. Theo các chuyên gia, hệ thống phòng không mới nhất của Nga S-500 sẽ là vô đối trên thế giới. Theo thiết kế, hệ thống phòng không S-500 Prometheus có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa 800 km. Hồi tháng 12 năm 2019, trang tin avia.pro đưa tin Thay vì thử nghiệm toàn hệ thống, Nga đã đưa radar của S-500 thử lửa tại Syri, bởi radar này có thể tích hợp hoạt động với các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không khác như S-400 Triumph và S-300 Favorite. Lý do thật F-35 quay đầu bỏ chạy khi gặp Su-57 theo tờ Sohu, không phải khả năng tàng hình hay sức mạnh tấn công của Su-57 mà một nguyên nhân khác đã khiến F-35 của Mỹ phải đổi hướng bay khi đối mặt. Tờ báo dẫn lời quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc thử nghiệm lần hai ở Syria hồi cuối năm 2019, có 9 máy bay đi theo để bảo vệ sự an toàn của Su-57. Trong số đó có 4 tiêm kích Su-35S với đầy đủ vũ khí đánh chặn, bốn máy bay tấn công mặt đất Su-25, cùng với đó là một chiếc máy bay cảnh báo sớm Tu-15 MPS. Với đội máy bay hộ tống tối tân như vậy, Su-57 đã không gặp phải bất kỳ khó khăn nào trên bầu trời Syria trong trường hợp thật sự đối đầu với F-35. Và chuyện tiêm kích Mỹ phải quay đầu bỏ đi thực sự không phải bởi sức mạnh của Su-57 mà do đội máy bay hộ tống đi kèm. Ngoài ra, tờ Sohu còn cho biết thêm rằng, Su 57 được trang bị radar N036 mới, cho phép phi công kiểm soát hoàn toàn tình hình trên không trong phạm vi 300 đến 400 km. Trong cuộc thử nghiệm lần hai tại Syria, việc đánh giá tính năng của radar N036 chỉ là phụ vì radar này đã được Nga kiểm nghiệm nhiều lần trên lãnh thổ của mình. Mục đích chính của Su 57 đó là thu hút các máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel đến thách thức để kiểm nghiệm khả năng thực chiến. Trên thực tế, thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra khả năng và thực chiến là cách tốt nhất để kiểm tra hiệu suất vũ khí. Dù kết quả cụ thể của những chuyến bay thử nghiệm tại Syria không được Nga tiết lộ, nhưng theo giới quân sự Mỹ, dù Nga có thu được gì tại Syria thì Su-57 chưa bao giờ được đánh giá có thể ngang hàng với F-35 về công nghệ. Để chứng minh F-35 thành dòng chiến đấu cơ hàng đầu thế giới với những công nghệ tối tân, không quân Mỹ bắt đầu tích hợp auto GCAS lên tiêm kích F-35 đây là hệ thống có thể cứu mạng phi công và máy bay khi gặp tình huống nguy hiểm. Trung tá Tucker Hamilton, chỉ huy lữ đoàn FLTS-461 và là giám đốc lực lượng thử nghiệm tích hợp F-35 cho biết, đối với auto GCAS, chúng tôi biết công nghệ này quan trọng như thế nào đối với phi công và chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng của mình để hoàn thiện nó. Auto GCAS là hệ thống lái tự động phòng tránh va chạm. Hệ thống này sẽ tự động kích hoạt trong tình huống khi máy bay xuống tới độ cao 2.500m. Sau khi so sánh hướng bay của máy bay và dữ liệu địa hình mặt đất, hệ thống này sẽ tự nhận ra tình huống nguy hiểm là có thể đâm xuống đất. Sau đó, auto GCAS sẽ tự động điều khiển lấy lại thăng bằng cho máy bay và điều khiển máy bay lượn vòng bay lên. Tính từ lúc máy bay rơi tự do đến lúc máy bay lấy lại điều khiển chỉ mất không đến 10 giây. Hệ thống này đặc biệt quan trọng với các tình huống phi công bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và không điều khiển được máy bay. Auto GCAS là một phần trong hệ thống lớn hơn có tên là công nghệ phòng tránh va chạm với mặt đất do NASA, không lực Mỹ và hãng Lockheed Martin phối hợp phát triển suốt nhiều năm qua. Hiện hệ thống lái tự động này mới bắt đầu được trang bị cho F-35, sau đó sẽ được tích hợp trên chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22. Không quân Mỹ khẳng định, trên thế giới hiện không có bất kỳ chiến đấu cơ nào được trang bị hệ thống có tính năng tương tự như auto GCAS, kể cả tiêm kích tàng hình Su-57 của người Nga. Với việc tích hợp auto GCAS, Mỹ đang khẳng định F-35 sở hữu công nghệ đỉnh cao và đạt được thành công khiến Su-57 của Nga phải mơ ước. Không khí đón năm mới trùng xuống trước lời nhắn nhủ đáng sợ của ông Kim Jong Un gửi tới Mỹ. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời chủ tịch Kim Jong Un cho biết nước này sắp sở hữu một loại vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Trong khi cả thế giới đang hân hoan chào đón năm mới, thì chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lại đưa ra lời cảnh cáo sắc lạnh đối với Mỹ. Cụ thể, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP Hồng Kông Trích dẫn thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, cho biết nhà lãnh đạo Kim Trương Un đã tuyên bố nước này sẽ từ bỏ các lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và tên lửa hạt nhân. Ông Kim phát biểu trước các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, không còn cơ sở nào bắt chúng ta đơn phương ràng buộc với cam kết về thử tên lửa nữa. Thế giới sẽ chứng kiến Triều Tiên sở hữu một loại vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Bên cạnh đó, ông Kim còn cho biết việc nước này phát triển chương trình vũ khí hạt nhân đến đâu còn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ. Theo Reuters, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ giả dối trong các cuộc thảo luận về vấn đề dỡ bỏ trừng phạt một phần và cho biết chính những đòi hỏi kiểu gangster của Mỹ lại khiến hai bên không thể đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Theo lời ông Kim, Mỹ càng trì hoãn lâu thì họ sẽ càng thấy mình bất lực trước sức mạnh của Triều Tiên. Thời gian dành cho Mỹ đã sắp hết, và chính quyền Triều Tiên sẽ có hành động gây sốc thực sự với vũ khí chiến lược mới của mình nếu Mỹ vẫn tiếp tục như vậy. Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh, trong khi Triều Tiên đã thực hiện các cam kết về việc ngừng thử vũ khí hạt nhân và ICBM cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân để xây dựng lòng tin, thì Mỹ lại không hề thực hiện lời hứa của mình khi tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc. Vì lẽ đó, Triều Tiên có thể sẽ đi theo một lối đi mới nếu Mỹ không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này trước thời hạn cuối năm 2020. Ông Kim nhấn mạnh: "Tôi không thể từ bỏ sự an toàn của chúng ta trong tương lai chỉ vì kết quả kinh tế cũng như sự vui vẻ và thoải mái, trong khi những hành động thù địch và mối đe dọa hạt nhân đối với chúng ta đang ngày càng gia tăng. Trừ phi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược." Trong khi đó, Mỹ đã từ chối nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31 tháng 12 đã xác nhận với truyền thông Hàn Quốc rằng họ sẽ không ủng hộ đề xuất chung do nga và trung quốc đưa ra tại hội đồng bảo an liên hợp quốc về việc hủy bỏ một số lệnh trừng phạt hà khắc đối với triều tiên trong nhiều năm qua với lời khẳng định rằng triều tiên không chỉ đe dọa leo thang khiêu khích mà còn tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bị cấm washington cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục chính sách hiện tại đối với bình nhưỡng